Hello, chào chị, anh chị em. Anh chị em nào vẫn còn thức thì anh chị em có thể là lên trao đổi với mình một số vấn đề đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về thị trường trong thời điểm hiện tại và xem liệu rằng là thị trường giai đoạn hiện tại sẽ có những điều gì có thể làm hot với chị. Ở cái giai đoạn vừa rồi thì một số cổ phiếu như là SS này, đó, SS này, VDS này, rồi C4EG thì mình đã public trong những video gần nhất rồi. Thì cơ bản những cái giai đoạn hiện tại thì anh chị đã kiếm được những cổ phiếu tốt và có thể là tìm kiếm được những cái lợi nhuận cơ bản là gọi là tốt. Thì mình sẽ public thêm nhé, đối với cả số cổ phiếu sơ bộ SS, một số cái điều ngắn gọn như này này, đối với cả cái mẫu hình nha anh chị nhé, nó sẽ như thế này này. Tất nhiên gặp vùng này nó là cái vùng mà cản khá là cứng, nó test một vài phiên sau đó phi tiếp thì nó sẽ như cái mẫu hình của cổ phiếu gì anh chị biết không? Đây là một cổ phiếu anh chị rất là quen thuộc nhưng mà cũng khá là đau thương, MC anh chị nhé. Đúng. Anh chị thấy là cái cổ phiếu như này thì nó sẽ biên nó còn bao nhiêu, tại vì khi nhìn thấy cổ phiếu chúng ta phải đoán được là cái biên độ của nó như thế nào. Đấy. Anh chị nhìn này, anh chị nhìn đây có phải là cổ phiếu có cái dạng như vậy không anh chị? Đây có phải cổ phiếu dạng như vậy? Vâng, và chúng ta hãy cùng xem biểu tuần FLC anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, đối với cả những cổ phiếu như vậy thì chúng ta sẽ có những cơ hội tăng giá rất là mạnh. Thị trường cũng giống như giai đoạn hiện tại không? Và có thể là trong 1-2 tuần thôi nó có thể tăng đến 20-30% là bình thường. Nên là những cổ phiếu như dạng như là SHS này, anh chị đừng vội vàng gì mà bán. Đúng không? Đấy, chúng ta nhìn thấy sự giống không ạ? Ok chưa? Nói chị nào mà đang theo dõi, chị có thể là tương tác. Giai đoạn vừa rồi thì mình đã hỗ trợ cũng như là giúp đỡ anh chị rất nhiều một số cổ phiếu như là SHS này, VDS này, C4G, và cơ bản là đều là đạt được những cái kết quả rất là tốt. Còn đối với cả cho các cái cổ phiếu trong danh sách khách hàng của mình ấy, như là thôi mình cũng phải gợi ý một số anh chị là VSS này, CCL này, đúng không? VDS rồi SHS cơ bản đều tăng rất là đẹp. Ngoài ra còn có CLDG, vân vân. Nên là quan trọng khi đầu tư lãi là đúng, còn sai đúng không? Thua là sai, chứ chúng ta không quan trọng là cổ phiếu nào mà quan trọng nhất là cái tầng giá và mua ở giai đoạn nào, đấy mới là cái điều quan trọng anh chị, đấy mới là cái điều quan trọng anh chị nhé. Đấy, chứ còn thực sự mà để mà nói là nếu mà anh chị là ngày hôm nay mua con gì đúng không? Ngày hôm sau bán con gì, nên nhiều khi chúng ta rất là dễ. Thế nhưng mà quan trọng là chúng ta phải biết được cái thời điểm mua. Đấy, ví dụ cổ phiếu như này khi mà nó tăng đây đến phần này nó rũ hết tất cả những nhà đầu tư, sau đó nó xác nhận lại và sau đó phi tiếp, gần như là bỏ rơi toàn bộ những nhà đầu tư ở đây đã chốt lại đây, bỏ rơi toàn bộ những nhà đầu tư ở đây đấy, đã chốt lãi ở những cái phần này hoặc là mua cắt lỗ ở những phần này thì gần như nó tạo sẽ tăng rất mạnh. Và một cái siêu chu kỳ hàng hóa theo quan điểm của em trong giai đoạn tới thì chúng ta sẽ có những cơ hội rất là rõ rệt. Nếu mà suy thoái toàn cầu xảy ra theo quan điểm của em là 99,99% sẽ xảy ra, chúng ta sẽ có một cơ hội thập kỷ. Cái này em đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi, đấy là cái view tổng quan là nó là như vậy. Còn những anh chị nào là khách hàng thì em sẽ gần như là em sẽ cập nhật đến từng tuần hoặc đến là đến từng ngày cụ thể luôn đấy, để anh chị có thể là biết được đấy. Còn đối với cả phạm vi cộng đồng thì chúng ta là có gì có lại thôi, có lại mới tọa với nhau được, là chúng ta sẽ có những cái nó chung nó phổ quát hơn. Thế thì chúng ta sẽ biết là trong năm nay sẽ có một cơ hội đổi đời trong vòng một thập kỷ tới, để anh chị có thể là dồn toàn bộ những cái vốn mà chúng ta nhàn rỗi hoặc là những cái vốn mà chúng ta đồ tiết kiệm chúng ta chưa dùng đến, để chúng ta vào chúng ta có thể là x3 x5 trong vòng 3 đến 5 năm tới nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với tiền gửi tiết kiệm đấy. Nên là chúng ta phải giai đoạn này chúng ta phải làm việc rất là nhiều chứ không phải là chúng ta ngồi chơi được. Hôm nay thì những dòng penny bắt đầu nổi sóng, và theo quan điểm của mình là penny nổi sóng đó là một dấu hiệu là cho thấy là bất kỳ một cái sóng nào của thị trường đấy là giai đoạn cuối. Quan điểm của cá nhân AD nhé, vẫn là từ ngày 15 đến ngày 19
cùng lắm là đến ngày 25 thôi, tháng 5, thì là thị trường sẽ có một cú đảo chiều trung hạn rất là mạnh. Đấy, nên là kể cả là anh chị là có đầu tư cái giai đoạn đấy thì anh chị hết sức cẩn thận, trừ khi chúng ta là đầu tư giữ hàng cổ tức để mặt cao và đầu tư dài hạn. Còn không thì theo cá nhân của em thì anh chị nên thoát ra, giữ bảo toàn lại cái lực lượng và chờ một cái cú sụt giảm rất là mạnh và chúng ta sẽ tham gia ra lại sau. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng anh chị nhé. Thế còn đối với cả một số anh chị đã tham gia cùng với cả nhóm của mình thì tất nhiên tham gia nhóm mình thì anh chị sẽ có những cái điểm mua sớm hơn. Mình đã làm video cụ thể trước ngày nghỉ lễ để chị có thể chủ động, như là PSS đúng không? PSS thì tăng rất là mạnh rồi. Đó, PSS này. Đó. Quan điểm của mình là chờ nó test lại cái vùng gap này nhưng mà nó lại phi luôn. Đó, hoặc là con SHS này, hoặc là con VDS này. Đấy, cơ bản là những cổ phiếu rất là mạnh. Nên là nó đã phi luôn rồi thì chúng ta chỉ chờ chút lãi thôi, mà chúng ta không có thêm những điểm mua nữa. Còn CCL chẳng hạn, đây là hôm nay dòng bất động sản tăng mạnh. Đấy, quan điểm cá nhân mình nó là vậy. Nên là cá nhân mình là cho rằng là nếu mà những cổ phiếu mình đã xác định dự mua ấy, nhưng mà mình đã mua test trước đó để mình xem phản ứng giá nó như thế nào, nếu mà không có những điểm mua tiếp mà có những cái điểm chốt lãi luôn thì chúng ta sẽ chốt lãi chị nhé. Còn đừng để đến lúc mà chúng ta không bán khi giá tăng mà chúng ta lại bán khi giá giảm thì nó lại không hay chị ạ. Đấy, nên là quan điểm của em nó là như vậy. Thế còn giai đoạn tới sẽ là một cái giai đoạn siêu chu kỳ hàng hóa anh chị nhé. Đây là một giai đoạn siêu chu kỳ hàng hóa, anh chị có thể thấy là đây chính là một cái bức tranh cực kỳ là quan trọng. Nếu anh chị mà thực sự quan tâm theo dõi đối với cả em trong giai đoạn vừa rồi thì anh chị thấy là đây là một giai đoạn siêu chu kỳ hàng hóa. Vậy thì chúng ta sẽ quan tâm những dòng cổ phiếu nào? Một là dòng cổ phiếu liên quan đến khai thác, liên quan đến những cái kim loại quý. Thứ hai nữa là những dòng cổ phiếu liên quan đến hàng hóa. Hàng hóa ở đây là chúng ta sẽ ưu tiên được kim loại quý trước, như là vàng, bạc, platinum, vân vân. Sau đó thì bắt đầu đến một số loại hàng hóa đi theo sau, như là niken này, kẽm này, vân vân, và cuối cùng là đến sắt thép. Đấy, thì chúng ta thấy rằng những cái doanh nghiệp hoặc là dầu thô chẳng hạn thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái doanh nghiệp như là, nếu mà dầu thô này là khai thác kỹ thuật hoặc là khai khoáng vân vân, PVF, PVC, hoặc là một số cái doanh nghiệp liên quan đến kim loại quý chẳng hạn. Đấy, để chúng ta sẽ có cái tư duy và tầm nhìn. Đây chính là cái sự hợp lưu của tất cả các chu kỳ và tạo ra một cái đáy của một cái giai đoạn hàng hóa tạo đáy dài hạn. Nên là cái giai đoạn này chúng ta sẽ tập trung vào những cái doanh nghiệp liên quan đến sản xuất hàng hóa. Nên chị thấy là BMP đã dẫn sóng giai đoạn này. Đây chính là ngành nhựa và những cái ngành theo sau, đấy, vân vân, như là sắt thép rồi dầu mỏ khí ga thì nó sẽ được hưởng lợi vì chúng ta sẽ tập trung được vào những cái dòng đấy. Quan điểm cá nhân là đây, trước ngày 19 tháng 5, tức là vòng cùng lắm vào ngày 19 tháng 5 anh chị sẽ phải chốt cổ phiếu. Đấy là tùy quan điểm anh chị nhé, anh chị cảm thấy ok thì anh chị làm theo, còn không thì thôi, mình không có bất kỳ một cái định kiến gì cả. Đấy, quan điểm cá nhân là như vậy. Còn một số dòng cổ phiếu đi ngược thị trường hoặc đi theo sóng thì anh chị vẫn có thể nắm giữ được bình thường. Đấy, quan điểm cá nhân thế nhé. Còn một số anh chị đã tham gia vào hàng thì cơ bản là anh chị đã kiếm được những lợi nhuận rất là tốt rồi. Đấy, thì quan điểm cá nhân mình giai đoạn hiện tại chỉ một số anh chị thực sự tâm huyết thì em nhận thôi, em sẽ không chốt sale bằng mọi giá, chỉ giúp đỡ những anh chị nào thực sự cần hoặc đang cực kỳ khó khăn. Đấy, hoặc là muốn kiếm tiền một cách là quyết tâm, một cách bền vững. Còn những anh chị em chỉ thực sự là mình mua mới bán, hoặc là chỉ ngày nay mua con gì em ơi không có thứ, thì thực sự em xin phép từ chối. Đấy, mình cũng phải nâng cái giá của mình như vậy để chúng, tại vì cái cuộc chơi này là cuộc chơi nó rất là gay gắt, nó không phải dành cho nhiều người. Nếu mà anh chị thực sự mà hợt trong quá trình đầu tư không qua được kiếm tiền thì đó chính là cái nghiệp của chính cá nhân em hỗ trợ tư vấn đầu tư. Nếu em mà tư vấn đầu tư cho anh chị mà không tốt để anh chị thua lỗ thì trực tiếp sau này sẽ gắn vào con người em như vậy, nên là em sẽ thanh lọc. Đấy, nên là một số anh chị sẽ phải thông cảm với em như vậy. Em sẽ phải thanh lọc một số anh chị là anh chị thực sự là quyết tâm cũng như một số quy luật thì em mới hỗ trợ, hay còn lại thì em cũng sẽ xin phép là từ chối. Tại vì ở đây này em đã bỏ chất xám ra, em giúp đỡ anh chị rất nhiều, em đo lường là phải trên 85% trong vòng 2 tháng vừa rồi, là cái tỷ lệ xác suất thắng của anh chị là rất là tốt. Đấy, gần như ai cũng đánh thắng hết. Đấy, gần như ai đánh hết. Và anh chị rất là, một số anh chị đã
gửi lời cảm ơn đối với cả em một số cái cốc cà phê vân vân thì em xin phép cảm ơn. Thì cái đấy cũng thực sự này cũng thì là tình cảm thôi, có hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng là anh chị kiếm được tiền, đấy là cái điều quan trọng nhất anh chị. Đấy, còn giai đoạn tới thì quan điểm cá nhân của em là như vậy, vẫn còn một hai cuộc nữa thôi, nên là hôm ngày hôm nay đấy, hoặc là em sẽ khuyến mãi nốt trong tuần này, anh chị nào muốn trở thành khách hàng thì anh chị liên hệ với em, còn hôm sau tuần tới thì em chỉ nhận những anh chị nào mà muốn đầu tư theo deal, tức là muốn đầu tư theo thương vụ, và chúng ta sẽ làm việc hợp tác với nhau cụ thể rõ ràng thì anh chị có thể tham gia với em. Đấy, còn lại thì em sẽ không nhận khách hàng nữa, tại vì giai đoạn không ngon thì mình nhận khách hàng gì, để cho nếu mà khách hàng thua lỗ thì mình gánh nghiệp ra đúng không, chả được cái gì cả, vừa mang tiếng ra lại vừa mệt mỏi trong người đó, nên nhiều cái nó không hay. Nên quan điểm của em nó rất rõ ràng như vậy, mình không phải là sống trên đồng phí của anh chị em cả, giúp được anh chị em thì những thứ còn lại mình được hưởng tốt đẹp hay không thì là do thành quả của anh chị, chúng ta đánh giá một kết quả không đánh giá một quá trình. Đấy là quan điểm của em. Đấy, sự cuối cùng thì buổi tối muộn rồi thì cũng xin kính chúc anh chị là một buổi tối tốt lành và một ngày mai giao dịch hiệu quả. Anh chị nào có thể anh chị nào cảm thấy là ok, cảm thấy tin tưởng thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua Zalo 0865 866 995 để trở thành khách hàng, hoặc là chúng ta có thể trao đổi với nhau làm việc theo thương vụ. Xin kính chúc anh chị buổi tối ngủ ngon, vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Xin hết.